Thực ra các bạn nếu muốn vào lưng nhiều thì không nên kéo lặng đâu. Kéo tầm vừa sức của mình nhá. Thấy nhiều bạn tập bài này kéo rất là lặng thì toàn dùng tay kéo vào là chính. Đâm ra là cái bài này tự nhiên nó biến thành một bài tập tay luôn. Ok, hello. Hello anh em. Hello mọi người. Hôm nay là buổi buổi 2 ngực, à quên, lưng. Hôm nay mình ngủ quên, đi tập hơi muộn, mắt cũng buồn ngủ ấy. Sáng dậy thì còn vẫn còn lơ mơ, phải động nhanh còn vào buổi tập thôi. Trang phục của mình buổi sáng đi tập hôm nay nó trông nó hơi buồn cười tí, cái quần này nó còn đá bóng, nhưng mà sáng dậy hơi vội, dậy muộn. Các phòng của mình đóng cửa tầm 8:30 đóng cửa rồi, nên là hôm nào mà ngủ quên mà đi muộn là tập được tí thôi. Thôi à, tập thôi nhỉ. Như thường lệ, chúng ta vào khởi động xong bên ngoài thì mình sẽ vào bài tập chính của chúng ta. Chúng ta khởi động thêm với mức tạ nhẹ trước đã, khoảng 2-3 nhịp nữa. Bài này lúc hướng đi lên ấy, thì các bạn nhớ hướng cái cùi chỏ phía trước, cứ đi lên lúc nhả lên ấy, thì nhả chậm một tí, ghim cái cùi chỏ phía trước, vươn cái cùi chỏ ra, vươn cái bả vai ra xa ra, để cảm nhận cái phần tác động của phần cơ xô. Thôi khởi động thế thôi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đến với hiệp chính thôi. Nhưng buổi sáng mà đi tập mà không chuẩn bị được đồ ăn ấy, thì cảm giác người nó không có năng lượng, không năng lượng mấy các bạn ạ. Nếu mà tập thì cố gắng dậy sớm một tí để chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị cho bữa trước tập. Không ăn gì là ăn mỗi tí hoa quả thôi, cảm giác người nó không có động lực mấy, cứ đuối đuối gì ấy. Nhưng mà nói thôi, vẫn phải tập. Ok, chính đầu tiên nhá. Tải nó cũng không phải là nặng đâu, mà khi các bạn tập chậm, các bạn ghi lại cảm nhận được ấy, kiểm soát lại được thì nó nặng khủng khiếp luôn, mỏi khủng khiếp luôn ấy. Này chắc chắn là mình phải quyết tâm mình tập luyện đều đặn hàng ngày thôi, không dám bỏ một hôm nào nữa. Chỉ bỏ một hôm thôi, cảm giác quay trở lại tập luyện người nó oải, nó mỏi vô cùng luôn. Như ngày một tập ngực ấy, thôi tối về đau khủng khiếp luôn. À không, tối về thì không đau lắm, nhưng mà phải sáng hôm sau, hôm sau dậy. Tất nhiên nó sẽ không đau như cái lúc mà mình mới đi tập ấy, nhưng mà cảm giác của lâu không tập lại nó vẫn cứ cái độ khó chịu, chỉ là khó chịu luôn. Rồi, tiếp tục nhá. Là quan điểm về việc tập luyện của mình hiện tại, mình sẽ không tập, không phải không tập là hạn chế tập nặng, ít tập nặng hơn, mình sẽ tập trung vào cái độ hiệu quả nhất thôi.
cố gắng làm sao tập từng hiệp một phải hiệu quả, hiệu quả tối đa luôn đấy. Độ kết nối với cơ bắp phải thật tốt, tập trung cảm nhận cái phần cơ bắp của mình thôi. Thì tập để có nhạc ở phòng mới đỡ phải lồng nhạc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Bài này thì chủ yếu tác động với phần phần giữa lưng, phần phía giữa lưng ấy, phần phía dưới ấy. Còn là cái quýt đầu bách này. Ra cái bài này các bạn cần tập trung cái bả vai là chính thôi, bả vai mình ép được vào ấy. Đôi khi kéo vào đây không cần kéo vào hết đâu, kéo vào hết thì nó lại vào tay sau mất, à tay trước mất rồi. Thực ra các bạn nếu muốn vào lưng nhiều ấy thì không nên kéo lặng đâu, kéo tầm vừa sức của mình thôi. Thấy nhiều bạn tập bài này kéo rất là lặng, thì gần hầu như là mình thấy lực nhá, lực phát lực ấy. Thì toàn dùng tay kéo vào là chính thôi. Đâm ra là cái bài này tự nhiên nó biến thành một bài tập tay luôn, đúng không? Thì nó lại không vào cái phần mà chúng ta mong muốn, phần lưng ấy, phần nhóm cơ ở giữa lưng này. Nên là nhiều người sẽ nếu tập bài này thì sẽ cảm giác là, hoặc là kể cả bài này nữa, tập lưng ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là mình mỏi tay trước, tay là đầu tiên. Sau khi lưng còn chưa mỏi, nhưng mà tay đã mỏi rồi, tay mỏi rõ rồi. Bởi vì gần như là các bạn phát lực ở tay quá nhiều, dùng lực ở tay quá nhiều. Tất nhiên là ai cũng thích tập nặng thôi, kể cả mình rất thích tập nặng, ngày xưa rất thích tập nặng luôn. Nhưng mà mình nhận ra vấn đề là mình tập nặng không giải quyết vấn đề gì cả. Nếu như mình không tập trung cái phần mình cần được thì chả ý nghĩa gì cả. Tập thì cái lưng, cái phần lưng thì nó chả lên tí nào, nhưng cái tay thì vẫn cứ to, tay thì càng ngày càng to. Khi mà tập chậm ấy, các bạn cảm nhận được cơ bắp của mình ấy, thì mình đang biết là mình đang tập được vào đâu nhá. Cảm nhận được mình đang tập vào phần nào, mình cảm nhận cái phần lưng của mình ấy, nó đang được kéo giãn ra này, ép vào đó, giãn ra, ép vào, mình cảm nhận được như thế. Mình cảm nhận được cái phần đằng sau lưng mình nó mỏi, mỏi rã rời luôn, trong khi cái tay mình gần như là nó chỉ gọi là hơi mỏi xíu thôi. Thế là các bạn đã thành công hơn trước rồi đấy. Thế mình cảm nhận thì hồi xưa em mới tập ấy, mình cảm nhận là lưng là một cái nhóm cơ rất là khó tập, thực sự khó tập luôn. Khó cảm nhận thì đúng hơn. Mới đầu thì đi tập thì sợ tập chân, nhưng mà tập một thời gian mới nhận ra là tập chân nó vẫn thích, vẫn khoái, trong khi tập lưng mới là khó tập, khó chịu, nó đau nó mỏi thôi rồi luôn. Thề các bạn ơi, không còn tập nặng đâu, tập chuẩn thôi. Ui, nó mỏi dã man. Thực sự thì nhóm cơ lưng của mình thì cũng mình cảm giác là nó cũng không phải là nhóm cơ yếu cơ thể đâu. Hiện tại trên cơ thể mình thì nhóm cơ ngực của mình đang yếu, nên là giờ này mình chỉ muốn là tập trung đến cải thiện cái phần điểm yếu của mình, gọi là ngực thôi. Còn đâu những phần nhóm cơ khác thì mình vẫn tập đều. Tất nhiên mình tập đều, nhưng mà mình
nghĩa là tập trung cái mục tiêu ấy, mục tiêu của mình là cho cái phần mặt trước nó đẹp đẹp một tí. Mặt trước là mình sẽ có cái phần ngực này, phần gầu vai này, phần tay trước, bụng, bụng thì tất nhiên là có bụng rồi. Hiện tại thì đang xả nên mình cũng không quan tâm đến bụng lắm đâu. Thật với mình là như thế, mình không, quan điểm của mình là mình lười tập bụng lắm, thật rất lười tập bụng luôn. Tay chân run thế nhỉ, tập tí run thế, bụng thật. Biết anh em nào thì mình thích bài này, tập lưng rất thích bài này, cảm nhận rất là tốt luôn. Nhưng bài với cáp thường thì mình thiên với cái độ cảm nhận rất phê. Phê thực sự. Lưng này thực sự nó khó ở cái phần cảm nhận. Rất là nhiều người bạn mới ấy, bài như là tập lưng tập xô ấy rất là khó cảm nhận luôn. Với mình hồi trước cũng thế. Một lần nữa là mình vẫn muốn nhắc lại là thực sự là không cần các bạn tập nặng đâu. Tập nặng thì nó không giúp ích cho các bạn mấy đâu. Tập chuẩn ấy, tập mức tạ mà phù hợp với mình ấy, mà để mình cảm nhận được vào cơ bắp tốt nhất vẫn hiệu quả. Rồi, nó sẽ dừng lại ở 9 hiệp thôi.